Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và đây là tàu nhanh công nghệ siêu thứ 18. Và trong bản tin ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn một thông tin duy nhất nhưng mà vô cùng hot hit trong tuần vừa qua. Đó chính là việc Nvidia đã công bố chiếc card RTX 3060 và mức giá bán của em nó là 329 đô la Mỹ. Còn khi về Việt Nam sẽ loanh quanh khoảng vào 10 triệu đồng, tức là ngang ngửa với 2060 Super. Nhưng mà mình nghĩ về cái mức giá này thì chắc chắn là 3060 tương lai sẽ trở thành một chiếc card màn hình được anh em game thủ săn đón bởi cái mức giá hợp lý, chứ không phải là như những siêu nhân đốt tiền giống 3070 hay 3080. Ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng với mình đi tìm hiểu chi tiết về chiếc card này nhé. Nvidia thì có hứa hẹn rằng là hiệu năng của 3060 sẽ gấp đôi so với lại 1060, và khi mà chúng ta bật ray tracing lên thì con số này sẽ tăng lên là gấp 10 lần. Nghe thì có vẻ là hấp dẫn á, thế nhưng mà trên thực tế thì có một số những cái lỗ hổng khiến cho 3060 không trở thành những phiên bản card nâng cấp và đáng giá như là 3070 hay là 3080. Trong số 6 tựa game được benchmark thì chỉ có 2 tựa game là so sánh hiệu năng thực sự khi không bật ray tracing và DLSS, và chúng thì không nhảy vọt nhiều so với 2060. Còn lại thì 4 game với hiệu năng tăng vọt bên phải đều là do bật ray tracing và DLSS mới có được kết quả như vậy. Điều này khiến mình nghĩ là 3060 thực sự không phải là cú nhảy vọt hiệu năng so với 2060. Mặc dù nhìn tên thì 3060 có vẻ khá giống với 3060 Ti, nhưng mà trái ngược hoàn toàn với tên gọi. 3060 sử dụng GPU GA106, rẻ hơn và bé hơn nhiều so với GA104 dùng trên 3060 Ti và 3070. Điểm khác nhau đầu tiên có thể nói là băng thông bộ nhớ giảm từ 256 bit còn 192 bit, ngang với 2060. Nvidia thì chưa công bố nhiều thông tin khác về 3060, nhưng mà điểm chắc chắn đó là 3060 sẽ có 3584 nhân CUDA chạy ở dung 1.78 GHz, so với con số là 4864 nhân CUDA chạy ở 1.67 GHz. Cùng băng thông bộ nhớ là 256 bit thì đây quả là khoảng cách rất lớn về hiệu năng, nhưng mà so với 2060 thì 3060 vẫn có gần gấp đôi số nhân CUDA. Nhìn con số gấp đôi thì có vẻ là to đấy, nhưng mà khi chúng ta so sánh lên với lại 3070 thì có số nhân CUDA gấp 3 lần so với lại 2070, hay là sang với 3080 thì cũng có số nhân gần gấp 3 lần so với lại 2080. Thế nên là cái sự chênh lệch giữa 3060 và 2060 ở đây gần gấp đôi thì cũng không có gì đáng kinh ngạc cả. Hơn nữa là mức xung ở đây thì của 3060 cũng chỉ nhỉnh hơn một chút xíu so với 2060 thôi. Thế nên cơ bản là về hiệu năng thuần của chúng ta thì cũng không có gì nổi trội. Nói chung là chỉ có nổi trội khi mà các bạn bật ray tracing hay là vào DLSS mà thôi. Nhưng các bạn cũng đừng lo lắng quá nhé, bởi vì gần đây Nvidia thì cũng đang dần thúc đẩy phát triển các tựa game bật tính năng ray tracing và DLSS như là Call of Duty Warzone chẳng hạn. Và khi mà các bạn bật hai cái tính năng này lên thì hiệu năng sẽ vượt trội hơn hẳn so với 2060. Cơ mà đấy thì cũng sẽ chỉ dành cho những tựa game AAA, game hot hit thôi, chứ còn game offline bình thường hay là game online thì có lẽ là sẽ không có khác biệt gì nhiều. Nhưng mà thôi, chung quy lại thì đó cũng chỉ là những cái dự đoán của mình. Còn về chi tiết như thế nào thì chắc chắn là phải chờ những cái bản symbol trên tay chúng mình mới có thể test trực tiếp cho các bạn và đưa được cái kết quả chính xác cuối cùng. Và bản tin của mình ngày hôm nay đến đây cũng là kết thúc rồi. Tuần sau sẽ có những thông tin gì hot hit thì mình sẽ gửi tới cho các bạn vào tàu nhanh công nghệ số thứ 19, phát sóng vào 9:30 sáng chủ nhật tuần sau nhá. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.